got it. Chín ăn ngon nhá, còn sống thế thì cũng được nhưng mà không tốt. Đây là một canh nhá. Rất phổ biến ở Việt Nam. Hôm nay ăn rau thôi. Thế nhỉ? Thôi lên đi. Đi sang đây ngồi đi nhé.
sang nói đi để ba vào gặp nó đâu. Ờ, cái bình tĩnh. À, rồi chắc đói lắm rồi đúng không? Đói rồi không? Đây. Rau của Bi đây, món rau luộc đây. Rau luộc này, canh luộc này. Ờ, rồi, từ từ. Để ba đây cơm nhá, ba đây cơm nhá. Ờ, đúng rồi, ba đây cơm nhá. Chờ ba đây cơm nhá, cơm nhá rồi. Canh là bia đây, canh đấy nhá, canh nóng nhá, bắt đầu luộc đấy. Đó. Người đấy này, nào lá thổi cho nào, nóng nóng, từ từ đó, bình tĩnh, đi bình tĩnh nào, nào bình tĩnh nào, bình tĩnh, phải bình tĩnh nhá, đói thì từ từ nhá, ngoan đi nhá. Ồ, biết rồi, nhá. Đó, chị đói bụng rồi, ôm bụng rồi biết rồi. Ba gặp cá nhá. Đúng rồi đấy. Đây cá, quỳ cá. Ừ. Đi ăn đi. Đi rồi. Nào, cá đi ăn đâu. Ngon không? Ăn cơm lâu lắm nên rồi, ăn cơm ăn được thôi nhá. Ừ. Ăn không? Sáng không? Ờ, biết rồi. Ăn một ít cơm nữa. Ăn không? Một canh luộc. Rồi, đi ngồi xuống nè. Cái luôn á, đến đầu nhá, đầu nào, đầu nào, đến đầu là sao? Ai ở đó ấy? Đấy, rồi. Đây cơm ngái nha, đây để ba bỏ đồ ra nè. Rồi, ba cắt cơm nha. Ba lấy cái điểm này nhá. Lấy cái điểm mới nhá, ngồi đấy nhá. Ừ, ừ, rồi, rồi, ngon. Đây. Ba lấy cái đậu nha. Đi là hôm nay là thích ăn đậu mọi người nhá. Đây. Đây, 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 đây. Rồi, ba cầm thế nha, cho một miếng canh này. Đậu nhá. À. Cầm thì ăn đi. Ngon là ăn đi, ăn tiếp đấy. Ừ. Ăn tiếp đi. Đấy, ăn đi.
Ngon không? Ngon không? Ừ. Hai ba nữa. Tao biết cầm tay nữa. Tao biết cầm tay. À, ba biết rồi. Đi ăn đi. Ăn nước luộc đậu ngọt, thích ngọt. Ăn đây cánh không? Ăn nước luộc đậu. Đậu đi. Đó, đúng rồi đây à? Đó, đúng rồi đây à? Đó, đó nó đó. Nói chưa? À, rồi, rồi, biết rồi, biết rồi, biết rồi. Nó rồi, đưa thiên ba. Thôi thiên á. Đi ăn này đi. Đi ăn đi. Nó có gì không? À. Nó cấp tái tía bát rửa tái vậy. Đậu ngon thế này mà. Nè, đi cầm ăn đi. Đi cầm ăn đó. Mấy này to này. Cảm ơn bạn. Ba lấy cái cây nhá. Rồi ba lấy cái cây. Đây, cái bé tí. Rất là nhỏ. Ăn bắp á. Đây, lên đầu đấy. Dâm. Ăn tí bát rượu thôi. Nếu còn thì nó cắt rồi. Mình tự bóc đúng không? Đấy, đi bắt nó đi. Bibi muốn tự bóc chuối để ăn nhưng mình bóc thử miếng ăn. Mới đang ngồi đấy. Ăn được không? Thôi nhá, đi thôi nhá. Đi từng ngày khối mai rồi em không hẳn. Ngon không? Ừ, thế nào? Thế nhá, lau miệng nào. Bịt lông miệng đấy là. À, miệng, lau miệng, lau miệng. Lau miệng vào đây. Lau miệng. Miệng con tí chuối nào. Tay này nữa. Tay này. Đó.
đúng nhá. Ăn được canh không? Đúng à? Tập thể dục nhá, tập tành nhá, chơi đi nhá.